này có diện tích rất là rộng luôn, mỗi sàn là 30 mấy mét vuông, 5 x 8, được tọa lạc trong một cái con hẻm cục an ninh. Nhưng mà hên là nhà chúng ta có cái sân rộng như thế này nè. Xe đậu rồi thì vẫn còn đi được thoải mái. Hẻm đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, khu công viên Làng Hoa. Trước nhà có cái sân để xe. Nhà phòng khách rộng, với bề ngang rộng cho nên là cũng có rất là ok, với bề ngang 4 x 8, mỗi sàn là 32 mét vuông, phòng khách rộng, cầu thang đúc. Đây là gian bếp, bếp rộng rãi kê được bàn ăn, có thêm cái cửa sổ sau cũng rất là thoáng nữa. Kề bếp đá hoa cương, toilet cuối nhà. Ok, cầu thang đúc. Khu này mình thấy an ninh lắm. Đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp. Cầu thang đúc, trệt một lầu, một lửng. Trên lầu thì sẽ có hai cái phòng ngủ trước sau. Trên lầu có hai phòng ngủ trước sau. Có ban công. Đây là phòng ngủ lồi. Ngủ lồi rộng. Cái phòng này thì còn cái tủ và có cái toilet trong phòng, toilet trong phòng của cái phòng ngủ này. Bây giờ là nãy giờ là được hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Ngoài ra chúng ta có thêm cái lửng nữa. Lửng thêm được luôn. Cái này lên lửng. Đường đi của lửng. Cửa sổ và đằng trước này cũng có cái ban công. Và trên lửng này thì lại được có một cái toilet nữa, như là một trệt, một lửng, một lầu và có 3 phòng ngủ và 3 vệ sinh. Nhà được ghê chứ, một trệt, một lửng, một lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh nha. Rất ok. Các cái phòng sau được cái là đều có cửa sau hết trơn á, thoáng. Đều có cửa sau rất là thoáng. Trên lửng cũng có ban công nữa. Trên này thì được cái ban công suốt luôn, rất là mát. Rất ok luôn quý vị.